đậu luôn cho ta tham quan từ đây luôn. Quẹo trái mới vô chùa. Nhưng bây giờ mình bỏ cho ta xong rồi từ 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 xem như nó cổ đi bộ tình tàn vô chùa luôn. Sao tao biết chùa cho anh vô chùa đi, ta đi bộ nữa ra thì ta biết chứ. Cái bây giờ anh bỏ gì đi vô là biết rộng rồi ta dám vô. Vậy ta mới cần tới mình, tôi đổi mình tới. Vậy mình mới có giá đúng không? Thôi anh vô chùa đi. Này có giá luôn, có giá luôn. Giá nhưng mà cắt giá. Dạ dạ hàng thăm trăm cây thăm trăm tuổi. Anh chung cho anh vô chùa đi rồi từ từ ta đi bộ ra đây tí anh đem xe ra đây là ta chạy thẳng đâu. Chạy cuối đường để trái lại chùa. Đây hàng thăm trăm tuổi đây. Số luôn, ta đánh số lên luôn đấy hả? Hồi bữa rồi, cái sợ là chẳng nó tật năm ngoái đi à, tôi không ngủ quá, hai anh em ngồi ôm vậy mới hết. Hai người đó, mà có mấy người. Người ai? Mày hả? Dạ. Được, số thông thì xong rồi dạ. Có ai nè? Hả? Mẹ không? 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 Kìa. Giờ em đâu biết được nữa, để con cầm vòng biết con cầm biết rớt đâu đấy, hỏi con tiếng. Bữa này đến kia vô chùa mới đi tới đây. Đó, đi chung nhất đi trong chùa có chỗ đậu không anh? Lắm. Anh vô ngoài trong chùa có chỗ đậu không? Đó, được rộng lắm. Chùa rộng mênh mông. Cây cao hả? Xe lửa nó đậu hết rồi đây mà nói đậu ở đâu vậy? Tại nãy từ kia vô nó vô chùa trước bên ra đây, tại mình vô đây trước thì mày đi nghịch đường rồi đó. Nãy nó đi đường kia vô chùa trước bên ra đây. Đi vô giùm vô chùa luôn nha. Thôi vô chùa đi rồi lát chạy ra có sao đâu. Được rồi, vô chùa rồi lá chạy ra. Anh vô chùa rồi anh đem xe ra anh đậu đây là ta nhìn thấy à. Nếu ta đi bộ ra. Rồi thăm qua chùa đi. Khó quá, khó quá. Đậu đây hả? Dạ đúng rồi. Được rồi, đâu chùa, vô chùa, vô chùa. Ông vô chùa đi, rồi anh đem xe ra đây anh đậu. Bỏ đây kêu mang liền á. Kêu mang mất dấu liền. Kêu mang mất tiền luôn á, dạ. Có làm bãi đậu xe kìa. Gặp sát đi, gặp sát bên trái luôn. Về khỏi lòng tiếng. Đó. Quay đầu luôn đó mà thích lát thì thích thích chạy hướng nào chạy hướng đó. Ờ đầu luôn đi. Thích nào đó. Ờ thích chạy hướng nào chạy hướng đó. Quay vòng 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 vòng. Em quay vô chùa là thích em chạy hướng nào chạy. Chùa này có ông Phật nha. Đúng không? Không Phật. Đâu không Phật. Dây điện này nhỏ. Chùa bốn bên. Ờ chùa bốn bên. À, đi lát anh ve đầu lại cái rồi đầu đây rồi muốn đi hướng nào thì đó. Đi nào không đi. Đầu về đúng như hướng luôn. Rồi chạy tới nào anh chạy. Rồi cô bác rồi, tới đây trước đi.